Hôm nay là sáng chủ nhật, bà nội làm tiệc cho má đi sinh, mà má đi sinh ngủ ra mẹ với Melody. Where's the stair? Ok, mẹ với Melody đi chơi, đi lại trường chơi. Mẹ đi đòi leo lên mấy cái thang này nè, mẹ đuối quá mà nó đòi đi nè. Mel, are you sure I have to go? Why? I'm so tired. Okay, I hold my hand. Hold my hand. What is 1 + 1? Equal. 1 + 1. 2. Perfect. Ooh, Melody, no math now. Why am I have to go in up so high? Okay, you go ahead. I'm taking my time slowly. Wow, trên này cỏ chết hết trơn. Không thèm tưới luôn. There's no grass here. You say right here, Mel. Okay, you can do that. Nó nói là đang save nước. Tại vì California đang bị hạn hán lớn. Thành ra nó không có tưới cỏ nữa. Cỏ chết hết trơn rồi. Hồi đó cỏ xanh đây luôn. Where's Melody? Ở cái hồ nước này nó cũng không bật nước luôn. Chết hết rồi. Mommy, today there's no water in here. There's no water because we're in a drought. So we have to save water. We don't water the grass. We don't use water anymore. Why? We have to save water for us. Hey, I see a word right there. What? What?